Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây và trang review nước qua sách tay của Lâm. Ngày hôm nay là tháng 8 rồi, thì là mà sinh nhật của một cái mẫu nước hoa đã vừa tròn 1 tuổi mà rất là đình đám của nhà Hermes, đó chính là Trilly Hermes. Thì trên tay của Lâm đây là một lần đầu tiên kênh những cái người mà nói tiếng Việt và review thật, những sản phẩm thật được trên tay, đó chính là Trilly Hermes. Cái dòng Trilly Hermes đó, trên tay của Lâm đó là phiên bản 85ml nha các bạn. Full size của nó là 85ml và đây là dòng Edible Full. Thì thiết kế của cái chai này rất là dễ thương. Thì cái nắp của nó giống như là một cái chiếc nón của một cô gái mà người Anh gì đó nha các bạn. Những cô gái Anh hay đội á, những cái chiếc nón này rất là dễ thương mà chúng ta hay tìm thấy ở trong những cái bộ phim của nước Anh. Và có một cái nơ rất là dễ thương nè, kiểu giống như là hãy yêu em vì em có thắt nơ vậy đó. Đây là cái chữ Trilly de Hermes. Và sản xuất này là được sản xuất tại Pháp nha các bạn. Được sản xuất tại Pháp và họ in rất là công phu, rất là kỹ. Đây. Rồi. Cái chai nó rất là dễ thương, 85ml. Tuy là 85ml nhưng mà cái chai rất là nhỏ gọn và rất là nhỏ gọn trong cái tay của mình nha các bạn. Đây. Đó, khi mà chúng ta mở ra nó như vậy. Quá thơm. Xuất sắc luôn nha các bạn, rất là xuất sắc luôn. Đúng là mùi này là mùi giết người và giết những chàng trai đang yêu nha các bạn. Cái mùi này mà sức đi hẹn hò thì quả là rất là tuyệt vời. Và trên mạng thì hiện tại sẽ không có nhiều cái trang mạng, không có nhiều bạn review về mẫu này. Thì hôm nay Lâm xin review cho các bạn xem mẫu này nó mùi như thế nào. Thì cái cảm nhận của Lâm sau khi mà Lâm xịt nó thì là một cái mùi khá là tự tin và khá là sáng tạo. Nó khác với truyền thống của Hermes là thường thường á, thì Hermes hay làm những cái mẫu mà hơi chua chua, mát mát. Chẳng hạn như là Trilly Hermes hoặc là De Hermes thì những cái mẫu đó nó là chua. Nó có mùi gì đó hơi chua chua, giống như là sự pha lẫn giữa cha cam, chanh và bưởi vậy đó. Nhưng mà cái Trilly đã đi là một cái hướng khác rồi. Trilly nó đi qua một cái hướng là tự tin, hiện đại và sáng tạo. Thì khi mà nhìn cái chai này các bạn đã thấy cái sự sáng tạo trên đó rồi nha. Và tìm hiểu những cái nốt hương á, thì nó được in ở phía sau cái lưng này đây. Nó được in phía sau này là những cái nốt hương chính của nó. Tuy nhiên những cái nốt hương này khi mà Lâm liệt kê ra cho các bạn xem á, thì các bạn cũng khó lòng mà tưởng tượng lên lắm. Ví dụ như Lâm lấy ví dụ như là những cái mùi như là hoa hắc hương hoặc là những cái mùi mà gũ sồi rồi đó vân vân. Thì các bạn ở ngoài đời chắc cũng mấy ai được ngửi cái mùi đó, cho nên khó lòng mà tưởng tượng ra. Cho nên là khi mà các bạn muốn đánh giá một mẫu nước hoa, cái điều đầu tiên các bạn phải cầm trên tay và các bạn khui thử và các bạn xịt thử, thì đây chính là cái mẫu, đây chính là một cái loại review chân thật nhất, chứ không phải là tham khảo ở trên Google và đọc ra cho các bạn nghe. Thì các bạn chỉ ăn bánh vẽ thôi. Rồi các bạn muốn mua hàng thì các bạn hãy liên hệ với Lâm hotline là 0939010042 mà Lâm để ở dưới cái phần mô tả và cái ở trên video clip này. Mong các bạn sẽ tin dùng nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ thật là nay đề.